Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và cảm ơn quý vị đang trực tuyến chương trình truyền hình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi. Hôm nay, Trish Thùy Linh rất hân hạnh được trở lại với quý khán thính giả để mang lại cho quý vị những công thức và khái niệm mua bán, trao đổi trên thị trường chứng khoán và bất động sản với mục tiêu làm ra thật nhiều lời. Cùng với Thùy Linh trong ngày hôm nay là anh Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc điều hành công ty NTV Financial Group. Anh là một investment banker, một underwriter có đường dài kinh nghiệm sát phạt trên thị trường chứng khoán trong 2 thập niên qua với Goldman Sachs. Dạ, xin chào anh Vũ. Chào Trish, Thùy Linh, chào quý vị khán giả đã tune in chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi rất là nhiều cơ hội và nhận rất là nhiều ý kiến từ quý vị đã gửi về cho chúng tôi. Và hôm nay chúng tôi sẽ đến và mang những tin tức nóng bỏng cho quý vị và những cổ phiếu chúng ta có thể mua được và làm lợi thật là nhiều tiền trong vòng rất là ngắn hạn. Mặc dù hôm nay thị trường vì lễ Martin Luther King cho nên cũng đã đóng cửa. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn có tất cả những dữ kiện để chúng tôi cần để mà mang lại quý vị nhất là tuần này rất là nhiều công việc. Vậy thì để bắt đầu ngay thì xin anh cho biết tuần này thị trường sẽ đi về đâu và chúng ta đang chờ những báo cáo gì trong tuần này? Tuần này thì quý vị biết là đây là một cái mùa bắt đầu chúng ta bước vào cái mùa kêu là earning report, có nghĩa là báo cáo lợi nhuận của cái tam cá nguyệt trước. Thì đây là một cái mùa mà tôi nghĩ rằng cái mùa đầu tiên nó sẽ set một cái tone hay là một cái dữ kiện cho cả một cái nguyên một năm. Mặc dù rất là nhiều người đoán rằng thị trường vẫn còn lên tiếp tục, vẫn còn mạnh, tôi thì nghĩ rằng thị trường đang củng cố để chuẩn bị đi xuống. Mặc dù vậy quý vị phải nhớ rằng trong vòng vài ngày nữa thì thị trường sẽ củng cố với cái level này, tại vì họ thật sự ra nó sẽ nhấp lên nhấp xuống cũng có thể trong 200-300 điểm lên 200-300 điểm xuống, cho nên chúng ta phải để ý rất là chi tiết về vấn đề đó. Thứ tư thì những cái đợt mà ra earning thì sẽ có đám financial là đám nhà băng như là Goldman Sachs, BofA, Morgan Stanley. Và đó là những công ty lớn mà trong cái sector của financial họ sẽ ra report báo cáo lời lỗ. Cái báo cáo đó, thường thường đó là nó sẽ drive cái thị trường về cái khía cạnh tiền lời. Thì khi mà những cổ phiếu lớn đó, thường thường đó sẽ được những cái cổ phiếu của bên financial báo cáo lợi nhuận lời hay lỗ sẽ làm cái kim chỉ nam hay là cái guideline để mà nó follow trong vòng khoảng cỡ 3-4 tháng nữa. Xong rồi thì cũng trong tuần này sẽ IBM cũng sẽ báo cáo luôn, đó là cũng là một cái technology hay là một công ty lớn blue chip để mà nó carry through cái giống như set một cái example về earning. Khi mà những công ty lớn này mà ra earning rồi thì sẽ có một cái guideline rất là rõ rệt. Rồi thì analyst họ mới ngồi xuống, họ cộng trừ nhân chia, họ cho biết là ok như vậy đó thì có thể là next quarter mình hay là tam quý tới mình có thể đang nằm trong một cái giai đoạn là củng cố hoặc là mình tiếp tục grow, mình tiếp tục đi lên nữa. Thì đó là cái tuần này tất cả mọi chuyện đều phải im lặng, nó phải đứng lại giống như là một cái mình report everything để mà chuẩn bị để mà tìm đường để mà đi lên hoặc đi xuống trong tuần tới. Cho nên tuần này quý vị cứ ngồi coi thị trường nó củng cố trên cái level này plus minus khoảng 100-200 điểm mà thôi. Vậy ngồi coi bao lâu? Qua khoảng cỡ 3-4 ngày thôi, đợi cho mỗi một ngày khoảng 3-4 báo cáo nó ra. Cho nên cộng trừ nhân chia có đứa nó sẽ hit và có đứa nó sẽ miss, nhưng mà hầu hết thị trường bây giờ đó họ expect đó là đều là hit hết, tức là financial ra là make money, big analyst expectation luôn. Quý vị nhớ rằng những cái mà estimate đó, như là BFA nó đòi là 44 cent per share. Những cái expectation này nó đã build in cái price rồi, có nghĩa là cái giá nó đã reflect, cái giá của cổ phiếu đã reflect cái số tiền này rồi. Cho nên hễ mà nó hit mà một cái lên một á thì nó đứng như vậy, nó bứt thì nó lên chút xíu, còn nếu mà nó miss thì nó sẽ drop rất là mạnh. Quý vị nhớ điều đó nha. Cho nên bây giờ là cái price của cổ phiếu nó bị overpriced into cái positive mode rồi, cho nên ai cũng expect the best out of it. Cho nên chỉ cần mình không có làm tới thôi, cũng lời, nhưng mà lời không tới theo cái dự định của họ là cổ phiếu có thể bị trục trặc, cái điều đó. Wow, cũng rất là nguy hiểm. Vậy thì khi đầu tư và chọn cổ phiếu lớn nhỏ theo giá cả thì nên chọn bằng cách nào thưa anh? Thường thường chọn cổ phiếu đó lớn nhỏ theo price đó, thì chút xíu nữa tôi sẽ nói về cái đó.
Cũng như một cách mình định cái price per square foot trong cái real estate. Chris thì Linh đó rất là rành về vấn đề mà price per square foot. Tại sao có những vùng giá của một tấc đất là một tấc vàng, các quý vị? Ở Việt Nam mình có câu đó, một tấc đất là một tấc vàng. Cho nên có những vùng một square foot mean nothing, nhưng mà có những cái vùng một square foot is a lot of money. Như vậy chúng ta mua cái chỗ nào? Chúng ta đầu tư với cái chỗ rẻ hay chỗ mắc? Trích Linh có thể nói sơ về cái vấn đề này. Dạ, cảm ơn anh. Thì cũng tùy từng vùng, tất nhiên có những vùng mắc cũng những vùng rẻ. Ví dụ như New York is where everything happened, Wall Street, entertainment, everything's there. So New York is là một trong những nơi mà rất là mắc. Thì vùng New York County là khoảng 1,397 wow. Per square feet. King County là 482, Queen County ở New York là 399. Nói chung là cái average của New York thì chỉ average thì chỉ khoảng 179, nhưng mà tùy từng vùng của New York, giống như Manhattan, Upper West hay là Upper East thì cái đó là nó sẽ mắc hơn. Cũng giống như Cali của chúng ta, ở trên San Francisco, chúng ta đi lên San Francisco thì ai cũng rất là thích, rất là nhiều cảnh đẹp, thời tiết cũng tốt, thì nó cũng rất là mắc. Ở San Francisco County là 878 đồng một square feet. Wow. Vậy mình có nên chọn mấy chỗ mà mắc mình ở cho nó sướng hay là như thế nào? Well, cái đó thì tùy thuộc theo gia đình mình, công việc của mình. Nhiều người thích ở những nơi mà có công việc làm gần chỗ làm, hoặc có những người mà khi đã retire rồi thì họ chọn chỗ nào mà họ cảm thấy họ relax nhất, họ thích nhất thì họ mình chọn. Với lại cũng phải tùy theo túi tiền của mình nữa, đúng không anh? Nếu mà cái giá mà của mỗi một square foot nó mắc như vậy, có thể là tại vì trong cái vùng đó cái số người mà họ ở mà họ làm lương đó rất là cao đúng không? Per nếu mà chia đều ra per capita thì có thể là họ làm bạc triệu một năm. Còn những cái vùng mà mình làm vài chục ngàn là rai một năm đó, thì chắc square foot nó thấp hơn. Dạ đúng rồi, thì nó cũng chỉ khoảng ở trung bình là khoảng 80 đồng cho tới 90 đồng, 100 đồng, tức là dưới 100 đồng thì chúng ta gọi là chỗ đó giống như là vùng Oklahoma hay là Alabama. Nhưng mà cũng không phải là hiểu con gái, nhưng tại vì nó cũng có dân sống dạ, đó. Dạ đúng rồi, nhưng mà nơi đó là họ không có nhiều công việc làm, hoặc là chỉ làm về công nghiệp hay là farming, chăn nuôi mà thôi. Giống như bên Texas là rất là nhiều người move qua bên Texas tại vì đất ở bên đó rẻ hơn. Như vậy thì nếu mà mình là người đầu tư đó thì mình nên kiếm cái vùng nào mà per square foot nó thấp để mình mua, hay là mình kiếm cái vùng nó square foot nó mắc hơn mình mua? Nếu mà mình kiếm những chỗ rẻ nhưng mà những chỗ rẻ lại không có ai muốn ở đó thì mình đầu tư vô đó cũng không được là bao nhiêu. Tức là cái grow nó không có. Đúng rồi, nó không có grow. Mình đợi nó lên nó cũng chẳng lên, mà nó cũng chỉ nằm ở mức độ đó. Nó, tất nhiên nó xuống thì nó cũng không thể xuống nhiều, nhưng mà nó sẽ không lên. Nhưng mà California hay là Orange County chúng ta đầu tư vô, mặc dù nó hơi mắc hơn chút xíu nhưng mà nó có tương lai hơn. Nó có cái grow rate. Dạ, nó có cái grow rate rõ ràng luôn, chúng ta nhìn thấy trước mắt luôn. Dạ, và không bao giờ, cái đó sẽ không bao giờ là bad investment hết. Đúng rồi, very good, very good. Yeah. Vậy thì để trở lại với thị trường chứng khoán thì cho em hỏi là khi khán giả hỏi về penny stock có nên đầu tư hay không, và penny stock có khả năng tăng lẻ hay không? Trước khi vô cái phần mà về penny stock hay là về cái pick stock như vậy thì tôi sẽ nói chút xíu về cái hồi nãy quý vị hỏi về đầu tư. Chọn cổ phiếu mắc giá hay là rẻ giá thì nó có lợi hay là như thế nào, thì cái đó nó cũng so sánh với bên mà đầu tư về bất động sản đó, per square foot thì cũng vậy. Thưa quý vị, khi mà bên Wall Street mình pick stock thì những cái căn bản fundamental, nó phải là phải khi mình nói về căn bản phải nói đúng bài bản đó, là phải pick một cái stock nó đi theo đúng ba cái mà tôi nghĩ rằng đúng bài bản nhất là number of revenue. Thí dụ như một cái sales của một cái công ty là 1 tỷ một năm thì cái market cap nó chỉ được khoảng, nhất là những công ty mà average trong cái thương trường mà nó đã có lâu đời rồi, blue chip đó, thì được 2 lần hơn revenue là ok.
Ví dụ như nguyên công ty của nó mình chia cổ phiếu ra thì nó chỉ được quyền market cap, nó chỉ được quyền khoảng cỡ 2 tỷ thôi, nếu mà nó làm 1 tỷ một năm. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa đó là pick stock based on cái earning per share, là ví dụ như hoặc là reverse lại thành PE, tức là price per earning. Thì ví dụ như một cái công ty nó làm một share nó là $1 thì quý vị có thể cho phép nó PE khoảng cỡ 10 lần hơn. Như vậy là được rồi. PE có nghĩa là mình được mua cái cổ phiếu nó 10 lần, cái giá 10 lần hơn là cái số tiền mà nó làm income mà nó làm ra cho mình. Per share thì cũng tùy mỗi cái industry, quý vị phải coi cái trung bình của industry đó là bao nhiêu thì mình mới base PE của mình để mình mua cái cổ phiếu mình chọn như thế đó. Cái thứ hai đó là đối với những công ty mới đó mà mới ra đời đó thì mình nó sẽ không có cái PE mà nhìn vô PE sợ lắm. PE là price per earning nó đâu cả mấy trăm luôn, mình sợ lắm. Ví dụ nó làm một share được có 10 cent thôi mà cổ phiếu nó gần cả $100, cho nên mình sợ quá mình đâu dám mua đâu, đúng không? Tại vì nó make little money nhưng mà cái price nó quá cao thì mình rất là khó để mình định. Cho nên quý vị phải nhìn vô cái growth potential của nó, thì phải nhìn vào cái earning growth, tức là bây giờ đó nó làm 10 cent một share nhưng mà next quarter nó làm 25 cent một share thì nó đã lên 100% rồi, hoặc là 125% rồi, tức là earning growth nó. Tại vì những công ty lớn mà những công ty mới mà nó mới ra thì ví dụ như một năm làm có 1 triệu nhưng mà năm sau làm 1,5 triệu thì thật ra cái số tiền nó không bao nhiêu nhưng mà nó grow rate của nó là 50% đó. Trước sau nhưng mà một công ty nó có lâu đời rồi, nó làm một năm 1 tỷ mà muốn năm sau làm lên 1 tỷ 1 cũng khó nữa, tại vì nó đã stabilize income nó như vậy rồi trong cái thị trường, quý vị phải không? Cho nên mình phải nhìn vào cái industry, cái sector của nó là như vậy. Còn về nãy Chris hỏi về cái vấn đề penny stock, thưa quý vị, penny stock nó cũng là một cái game chơi. Trên nguyên tắc đó, tất cả những stock nào nó cũng đã có một thời là penny stock. Nếu mà mình reverse split nó lại thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà penny stock có những cái nó sẽ hit rất là lớn, nhưng mà mình không thể nào mà mình pick penny stock mà mình dựa vào cái công thức mà mình hồi nãy nói là earning per share, rồi growth rate, rồi năm time revenue, không được. Tại sao? Tại nó thuộc về một cái dạng stock, nó phải đi theo cái hype, cái trend, cái trending, nó là trending stock. Chứ quý vị muốn chơi đụng vào penny stock là phải đụng vào trending. Nếu mà một công ty mà penny stock mà nó làm cho quý vị về computer không ăn thua gì hết, đúng không? Nhưng mà nếu mà một cái công ty mà penny stock mà nó làm một cái chuyện gì mà kêu là động trời lắm, như là Bitcoin, như là issue new coin vân vân, cái đó rất là wow. Giờ chúng con sẽ trở lại thêm để nói về cái này. Dạ, đây là một cái thông tin rất là hấp dẫn mà chúng ta có thể make rất là nhiều tiền lời dựa trên cái penny stock. Vậy thì xin quý vị hãy giữ màn hình của Asian World Media với chương trình Kim Tiền Sát Phạt của chúng tôi, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo của các nhà bảo trợ.